Chào cả nhà. Hôm nay lần đầu tiên mình lên tiếng nói ở cái kênh này ha, cái kênh Simple Life này ha. Chắc cả nhà nghe được tiếng của mình đó, cả nhà sẽ biết mình đã có nói chuyện ở nơi nào ha. Hôm nay lần đầu tiên mình lên kênh này là cũng như là cảm ơn cả nhà đã bao lâu nay ủng hộ mình, đã giúp mình xem video của mình, cũng như cho mình thêm một cái động lực để làm YouTube. Chứ mình thật sự mình biết cái tay nghề của mình làm YouTube nó tệ lắm, nó rất là tệ. Nhưng mà cái niềm đam mê, thích hoa, thích cảnh, thích chia sẻ, mà thường thường người ta nói dốt hay nói chữ mà tệ dở mà cũng khoái đưa lên, nhưng mà cái niềm vui mà cái niềm đam mê, cái gì mình thấy đẹp, mình thấy thích theo cái khả năng của mình đó, mình cảm thấy ồ cái này đẹp quá thì mình chia sẻ lên cho cả nhà cùng xem, cả nhà thương cả nhà xem vậy thôi. Nhưng mà thật sự là cũng một cái lời tâm sự mỏng, những cái lời này đó nếu mà ai đủ duyên sẽ nghe. Mình làm YouTube lúc đầu thì là kiếm tiền, thích kiếm tiền, nhưng mà kiếm hoài kiếm quỷ không có tiền, đã vậy còn bị sập kênh nữa. Đó, bắt chước người ta làm phim xong rồi nó sập kênh, sập kênh. Rồi sau này thì làm lại, người ta nói là sập nhà thì sợ, mà sập kênh thì nó không có làm lại ha. Đó. Cái đây là những cái lời nói động lực cho bạn nào mà giống như mình. Sập làm lại, làm vì đam mê thì không có mỏi mệt. Mà cái đó là một cái giống như là mình có động lực. Ok, tiếp tục làm chừng nào mà được thôi. Còn tiền thì không có nha, có không có là cái đó là kệ đi. Lúc nào có thì tính sao. Nhưng mà quan trọng là quen được với cả nhà thân yêu. Mình rất vui khi gặp những người bạn rất là dễ thương. Thế nên đây là cái lời cảm ơn của mình ha. Cảm ơn những người bạn dễ thương. Vài hàng tâm sự mỏng. Chúc cả nhà vui khỏe và bình an nha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.